Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt MyRotation năm 2023 nha. Rồi bắt đầu tao vào ứng dụng cho tao cài đặt luôn nha. Đây. Rồi tao nhấp đầu vô. Nào thấy không? Đây là MyRotation Connect Edit năm 23 nè. Rồi tao mở rộng ra. Cái phần cài đặt nè. Đó. Thấy không? Đầy đủ nè. Rồi bây giờ chỉ bấm vô cài đặt thôi nha. Rồi, cái này đã đồng ý nè. Có thể click chấp kết. Rồi, tao bấm cài đặt đi nghe. Rồi, chờ nó lót. Rồi, cái này bấm cài đặt nè.